Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên vụ án nghịch tử trở về từ Mỹ đã dùng súng đạn cao su để bắn cha trọng thương chỉ vì mâu thuẫn chuyện gia đình. Mới đây, tại cơ quan điều tra, lời khai của nghi phạm đã khiến ai nấy cũng đều vừa thương xót, vừa phẫn nộ. Công an thành phố Thủ Đức cho hay, bước đầu đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ con trai từ Mỹ trở về nổ súng bắn cha vào tối ngày 28 tháng 10 tại ngôi nhà ở đường số 4, phường Bình Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Nghi can Nguyễn Huỳnh Quang Thảo, 20 tuổi, thừa nhận hành vi cố giết cha và cả gia đình bên nội vì bị bỏ rơi khi còn nhỏ và gia đình xem thường chửi mắng nên nảy sinh ý định xấu. Cha của Thảo cũng chính là nạn nhân ông NQK, 58 tuổi, hiện đã qua cơn nguy kịch sau khi trúng bốn phát đạn vùng ngực, vai, đùi. Được biết, Thảo là du học sinh ở Mỹ và về nước cách đây vài tháng. Theo lời khai của nghi phạm, ông K là người trăng hoa, nhiều vợ, Thảo là con của người vợ thứ hai nhưng bị ông ca bỏ rơi từ nhỏ. Bị ông ca thường xuyên chửi mắng và gia đình bên nội khinh thường, Thảo ấm ức, hận thù, nảy sinh ý định giết cha ruột và những người bên gia đình nội. Thảo lên mạng đặt mua khẩu súng bắn đạn cao su để thực hiện kế hoạch. Vào tối ngày 28 tháng 10, Thảo mang theo súng tìm đến ngôi nhà ở đường số 4, phường Bình Thọ với ý định giết ông ca, vợ sau của ông và ba nem ruột của ông ca. Khi vừa vào nhà nói chuyện, Thảo và ông ca xảy ra mâu thuẫn. Thảo rút súng bắn liên tiếp vào người ông ca khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nghe tiếng nổ, người dân xung quanh đã tước súng khống chế Thảo giao cho cơ quan công an. Khám xét tại ngôi nhà, công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su và 24 viên đạn. Những ký ức ám ảnh từ thời thơ bé về một gia đình không hạnh phúc Cha mẹ không thương yêu cùng với cách hành xử tệ bạc của các bậc phụ huynh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc con trẻ đi vào con đường sai trái. Những nỗi đau lâu ngày tích tụ lại dần khiến những đứa trẻ đang tuổi vỡ kén bộc phát, không kiểm soát được hành động của bản thân mà gây ra những hậu quả đau lòng.